Hãy cùng lắng nghe âm thanh sau. Đó chính là âm thanh của một giây. Hey các bạn, chuyện gì đã có thể xảy ra trong vòng một giây vừa rồi? Theo nghiên cứu trích từ quyển The Adaptation Advantage xuất bản vào năm 2020, thì cứ mỗi giây trôi qua, Visa xử lý 1.700 giao dịch thanh toán trực tuyến, Amazon Robot đóng gói 17 kiện hàng, người dùng tìm kiếm 76.000 nội dung khác nhau trên Google và gần 3 triệu email được gửi đi. Nổi bật khi gần đây ChatGPT đã có hơn 100 triệu người dùng trên toàn cầu chỉ sau 2 tháng ra mắt. Mọi thứ đang diễn ra với tốc độ khủng khiếp và những con số này còn liên tục tăng lên nhanh chóng bởi những tiến bộ từng ngày của công nghệ. Rõ ràng, chúng ta không thể nào phủ nhận những giá trị to lớn mà nó mang lại để cách mạng hóa và mang lại nhiều tiện nghi cho cuộc sống. Tuy nhiên, nếu không biết sử dụng đúng cách hay lạm dụng công nghệ quá mức, chính chúng ta cũng đang tạo ra những mặt trái vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe tinh thần cũng như các mối quan hệ trong xã hội. Hi, xin chào các bạn, mình là Hòa và chào mừng các bạn đã đến với Hòa IO Podcast, nơi mình sẽ chia sẻ những góc nhìn và bài học phát triển bản thân trong cuộc sống hiện đại. Podcast của chúng ta dự kiến sẽ được phát hành vào mỗi cuối tuần thứ hai hàng tháng, và đây là số phát sóng tháng 2 năm 2023. Trong một video gần đây thì mình đã chia sẻ với các bạn về một cuộc phỏng vấn trực tiếp với ChatGPT, một công cụ AI đang làm mưa gió trong giới công nghệ suốt thời gian vừa qua. Để tiếp tục phân tích rộng hơn về ảnh hưởng của công nghệ nói chung, thì trong tập podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại bức tranh tổng quát về hai chiều hướng, cả tích cực và đặc biệt là những tác động tiêu cực của công nghệ đối với cuộc sống hiện đại, để từ đó mà chúng ta có thể tự suy nghĩ và rút ra những giải pháp cho mình nhằm hướng đến việc làm chủ công nghệ để tối ưu hóa và cân bằng cuộc sống. Hay mình gọi, đó là lối sống tối ưu hệ công nghệ số, Digital Optimalism. Trước khi nói về những tác động tiêu cực thì chúng ta có thể điểm nhanh qua những mặt tích cực của công nghệ cho cuộc sống. Ở đây thì mình sẽ tóm tắt lại 3 lợi ích chính. Lợi ích đầu tiên và dễ thấy nhất đó là công nghệ đã giúp cho việc kết nối giữa mọi người trên khắp thế giới trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Ngày xưa khi chưa có điện thoại và internet thì chúng ta phải chờ hàng ngày, hàng tháng liền để liên lạc với nhau qua một câu đưa thư, qua thư tay và thời gian đó phụ thuộc hoàn toàn vào khoảng cách địa lý giữa hai bên. Ngày nay, chỉ cần vài giây, với một cuộc gọi video, chúng ta đã có thể nhanh chóng kết nối và trò chuyện trực tiếp như đang ở cùng nhau với bạn bè, người thân, dù đang ở bất kỳ đâu trên thế giới, miễn là nơi đó có Internet. Nó đã giúp cho việc đi xa nhà, tha hương, ví dụ đi du học như mình không còn là nỗi lo quá lớn, vì mình có thể điều đặn liên hệ với gia đình tại Việt Nam mỗi ngày. Hay một ví dụ thực tế khác, ngay từ lúc này, các bạn cũng đang lắng nghe những chia sẻ của mình từ khắp mọi nơi và có thể tua đi nghe lại bất kỳ lúc nào nhờ sự hỗ trợ của các nền tảng chia sẻ nội dung trực tuyến. Thứ hai, những tiến bộ của công nghệ đã giúp cho cuộc sống dễ dàng và tiện lợi hơn rất nhiều, từ việc mua sắm, kinh doanh online của thương mại điện tử, đến việc đặt món, giao hàng thông qua các ứng dụng đặt xe công nghệ, đến việc cải tiến các hệ thống chăm sóc sức khỏe và điều trị các bệnh phức tạp. Một số cụm từ như thành phố thông minh, giao thông thông minh, nông nghiệp thông minh hay nhà thông minh cũng liên tục râm ran khắp nơi trong những năm gần đây để nói về những tiến bộ trong việc áp dụng công nghệ cho các tác vụ có thể tự động hóa, như là điều chỉnh đèn tín hiệu theo lưu lượng giao thông, chăm sóc cây trồng theo thời tiết hay là điều chỉnh âm thanh và ánh sáng trong nhà tùy theo tâm trạng của người dùng. Nhiều công việc cũng đã có thể làm tại nhà, chỉ cần có máy tính và một kết nối Internet ổn định. Và rõ ràng nhất, chúng ta có thể thấy xu hướng làm việc từ xa này trở thành giải pháp quan trọng trong suốt 3 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 vừa qua. Nhu cầu giải trí của con người cũng được đáp ứng tốt hơn rất nhiều khi ngồi tại nhà đã có thể thoải mái hưởng thức đủ thể loại âm nhạc, phim ảnh hay các chương trình và trò chơi giải trí. Thứ ba, chưa bao giờ việc học và tiếp cận kiến thức được thuận lợi và trở nên dễ dàng như lúc này. Chỉ cần một thiết bị có kết nối Internet, cộng thêm một tinh thần học hỏi đủ lớn, thì bất kỳ ai không phân biệt tuổi tác, vùng miền hay trình độ, đều có thể tiếp cận một lượng kiến thức như nhau, vô cùng phong phú và đa dạng về đủ mọi lĩnh vực, từ kiến thức hàn lâm đến kinh nghiệm thực tế, từ bài học kinh doanh đến công thức cho các món ăn ngon. Nếu chịu khó đầu tư và sàng lọc một chút, thì chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận với các chương trình đào tạo, các khoa học uy tín từ khắp nơi trên thế giới. Điều này cũng đã làm dấy lên câu hỏi cho phương pháp giáo dục truyền thống liệu có còn thực sự hiệu quả trong một xã hội thông tin hiện đại như hiện nay. Bên cạnh những ưu điểm đáng kể mà công nghệ mang lại để giúp cho cuộc sống tốt hơn, thì nhìn ở một mặt khác, nó cũng đang mang lại những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng đến tất cả mọi người nếu như bị khai thác và lạm dụng quá mức. Điểm đầu tiên phải kể đến đó là những nền tảng công nghệ phổ biến mà có thể ai trong chúng ta cũng đã hay là đang sử dụng hàng ngày, như là các mạng xã hội, các nền tảng chia sẻ video ngắn như là Facebook, YouTube,
TikTok đang dễ dàng trở thành một thứ gây nghiện mới trong xã hội hiện đại với tác hại âm thầm nhưng vô cùng khủng khiếp với sức khỏe tinh thần. Để hiểu lý do của hiện tượng này thì chúng ta có thể cùng phân tích một chút về bản chất và bài toán kinh doanh phía sau của các nền tảng này. Thì để tối đa hóa lợi nhuận thì các nền tảng mạng xã hội luôn không ngừng tối ưu các thuật toán gợi ý để giữ chân người dùng lâu nhất có thể trên nền tảng của họ và hướng người dùng xem hết nội dung này đến nội dung khác và đưa vào các nội dung quảng cáo có liên quan, đánh đúng vào tâm lý của người xem để tăng cơ hội tương tác. Ví dụ là ngay sau khi xem xong một tin tức hay thậm chí là sau khi chúng ta trò chuyện hay nhắn tin với bạn bè về ý định đi du lịch, thì những nội dung quảng cáo về các dịch vụ, nghỉ dưỡng, lữ hành hay ẩm thực sẽ tiếp tục được gợi ý. Hay là sau khi xem xong một video về một trào lưu mới của giới trẻ, thì những video liên quan khác sẽ liên tục hiện ra. Thông tin cá nhân âm thầm được thu thập và phân tích để các nền tảng này hiểu hơn về tâm lý, quan điểm và sở thích của người xem. Nhiều khi thì Facebook, TikTok hay là YouTube nó còn hiểu bạn hơn chính người thân hay là những đứa bạn thân nhất của bạn. Hệ lụy từ việc nghiện mạng xã hội, tiêu thụ quá nhiều nội dung ngắn và giật gân đó là nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, khả năng tập trung, làm việc hay học tập. Ví dụ rõ ràng về hậu quả đó là khả năng tập trung của chúng ta sẽ ảnh hưởng đi rất nhiều. Chúng ta sẽ khó tập trung liên tục trong thời gian dài, khó kiên nhẫn để xem một video dài dù chỉ vài phút hay là một bài báo phân tích đầy đủ về một vấn đề. Bên cạnh đó, việc dung nạp vào đầu những hình ảnh lý tưởng hào nhoáng, sang chảnh hay bảnh bao mà mọi người chia sẻ trên mạng xã hội cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng lớn đến tâm lý, tạo cảm giác ghen tị hay xấu hổ với bản thân, so sánh mình với người khác hay nghiêm trọng hơn là trầm cảm. Dần dần, những tác động tiêu cực đó sẽ có thể tích tụ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mối nguy hiểm tiềm ẩn thứ hai của việc lạm dụng công nghệ quá mức đó là nó dễ làm giảm khả năng tư duy, giải quyết vấn đề và tạo ra tâm lý chủ quan. Dễ thấy thì dạo gần đây, từ cuối năm 2022, ChatGPT đã trở thành tâm điểm chú ý về công nghệ trên toàn cầu về những khả năng của nó trong việc đưa ra các phản hồi cho người dùng về đủ mọi vấn đề. Ở mặt tích cực, nếu biết cách khai thác và sử dụng ChatGPT thì chắc chắn nó có thể giúp tự động hóa và giảm thời gian đáng kể cho một số tác vụ nhất định. Tuy nhiên, việc tin tưởng hoàn toàn vào kết quả phản hồi hay lạm dụng công cụ này cũng như các công cụ tương tự trong việc học hỏi kiến thức, giải quyết vấn đề hay như việc dùng để giải bài tập, viết bài luận, học kiến thức mới của học sinh, sinh viên thì quả thực là rất đáng quan ngại. Chưa bàn về độ chính xác và tin cậy của kết quả, việc lạm dụng này sẽ tạo ra tâm lý chủ quan, dựa dẫm vào công nghệ mà không chịu học hỏi để tìm cách tự đưa ra giải pháp cho vấn đề. Phân tích một chút về bản chất hoạt động của công cụ này thì suy cho cùng, nó cũng chỉ là một mô hình ngôn ngữ lớn được huấn luyện từ các nguồn dữ liệu sẵn có trên Internet, vốn không hoàn toàn đáng tin cậy, để đưa ra phản hồi tự nhiên và gần với cách trả lời của con người. Và lưu ý thì đây cũng chính là mấu chốt quan trọng của vấn đề, đó là đưa ra phản hồi một cách tự nhiên nhất chứ không phải chính xác và tin cậy nhất dựa trên các dữ liệu đã được huấn luyện. Bản thân OpenAI, nhà phát triển ChatGPT cũng đã đưa ra những cảnh báo về độ chính xác của các phản hồi từ công cụ này. Thế nhưng, có một thực tế đáng buồn đó là nhiều người vẫn đinh ninh tin tưởng hoàn toàn vào những kết quả phản hồi mà không cần kiểm chứng, không cần suy nghĩ, cũng như sử dụng chatbot này để học những kiến thức hoàn toàn mới, ví dụ như là học tiếng Anh khi chưa có kiến thức nền tảng đủ chắc. Hay nguy hiểm hơn, đó là có nhiều bài viết và video chia sẻ về cách kiếm tiền thông qua việc tạo và bán các khóa học online từ kết quả phản hồi tạo ra bởi ChatGPT. Hệ lụy sẽ khủng khiếp như thế nào nếu như nội dung của các khóa học đó được tạo ra không được kiểm tra thận trọng, khi mà các thông tin dùng trong quá trình huấn luyện đã không đáng tin cậy hay bị đầu độc thông qua các phản hồi từ chính người dùng. Tóm lại, việc lạm dụng công nghệ quá mức sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng tư duy, sáng tạo trong giải quyết vấn đề và tạo ra tâm lý chủ quan, lười biếng trong việc đầu tư phát triển bản thân. Và khả năng tư duy hay óc sáng tạo cũng chính là những thứ tạo nên sự khác biệt giữa con người và công nghệ. Thứ ba thì chính sự phổ biến và khả năng tiếp cận sử dụng công nghệ quá dễ dàng cũng tạo ra những tác động tiêu cực với các mối quan hệ trong xã hội, với lòng tin giữa người với người và tạo ra môi trường lý tưởng cho các tội phạm và tệ nạn công nghệ. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những buổi họp mặt nhưng mà mọi người không ai nói chuyện gì với nhau mà chỉ chăm chú dán mắt vào màn hình riêng. Mình cũng đã từng chứng kiến trực tiếp cảnh tượng này khi mà có những lần họp mặt cà phê, chào hỏi gọi nước xong thì mới nói được vài câu thì ai nấy đều cầm điện thoại, người thì chụp hình sống ảo rồi chỉnh màu chỉnh nhạc 7749 lần để đăng Instagram rồi đếm từng lượt xem lượt thích, người thì lướt TikTok bắt trend để không bị lạc hậu với cái trào lưu mới của giới trẻ, người thì lướt Facebook hóng drama, người thì liên tục chat shit với bạn bè để hẹn cuộc hẹn tiếp theo.
mình tự hỏi rồi thì những cuộc hẹn tiếp theo sẽ như thế nào, và nếu hẹn gặp nhau như vậy thì hà không gặp nhau còn tốt hơn. Chất lượng của các mối quan hệ cũng giảm dần khi mà mỗi lần gặp nhau, mọi người dần không biết phải nói gì và cũng không tập trung hoàn toàn vào cuộc nói chuyện trực tiếp, rồi cuối cùng thì lại tìm đủ lý do để than hân, trách phận. Một khía cạnh tiêu cực khác của việc lạm dụng công nghệ, đó là việc lan truyền tin giả, lừa đảo và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của mọi người với nhau. Cuối năm 2022, chúng ta có thể đâu đó còn nhớ vụ án tin giả về nữ sinh viên của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ sau một đêm, câu chuyện được thêu dệt đủ mọi kịch bản và lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến rất nhiều người bàng hoàng và nhiều người chưa kịp kiểm chứng đúng sai đã vội vã chia sẻ và đưa ra những chỉ trích cay đắng và gay gắt, làm tổn thương nghiêm trọng đến những người trong cuộc. Hay cũng chính vì lợi dụng công nghệ và sự thiếu hiểu biết của người dùng, nhiều kẻ xấu đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chuyển tiền, quảng cáo giả mạo các loại thực phẩm chức năng, thuốc trị bệnh. Tất cả đều đánh vào tâm lý lơ là, chủ quan, thiếu cảnh giác hay thiếu kiến thức của người dùng về công nghệ và gây ra những hệ lụy không đáng có. Với tất cả những tác động đó cho cuộc sống hiện đại, thì thông qua podcast này, mình cũng muốn chia sẻ 3 lời khuyên nho nhỏ cho mọi người. Tất nhiên, chúng ta vẫn sẽ khai thác và sử dụng công nghệ để tối ưu hóa cuộc sống, nhưng cần sử dụng công nghệ một cách khôn ngoan và tử tế. Thứ nhất, đó là trước khi sử dụng bất kỳ công nghệ nào, chúng ta nên dành một chút thời gian để tìm hiểu nghiêm túc về bản chất của công nghệ đó. Nó cũng giống như là chúng ta thấy với mọi sản phẩm mới có yếu tố nguy cơ, thì nhà sản xuất luôn ghi rõ một câu, đó là vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thì tại sao lại cần phải tìm hiểu kỹ, đặc biệt là với các công cụ miễn phí? Thì trong xã hội chúng ta có một quy luật rất đơn giản, cay nhưng mà nó đúng với đa số trường hợp, đó là không ai cho không ai cái gì cả, hoặc nói cách khác là hiếm có cái gì tốt mà miễn phí. Do đó thì gần như là tất cả các nền tảng công nghệ phổ biến mà chúng ta đang thấy là miễn phí, như Google, Facebook, YouTube hay TikTok, sẽ có những chiến thuật riêng để tạo ra lợi nhuận từ việc giữ chân người dùng ở lại càng lâu càng tốt như mình đã đề cập. Các trò chơi online sẽ tạo ra cảm giác tự hào cho người dùng thông qua các vật phẩm ảo, các hứa hẹn hay thành tích để khiến người chơi ganh tị với nhau, rồi dụ dỗ họ nạp tiền để mua các vật phẩm nhằm tăng cường sức mạnh ảo. Các bản crack hay phần mềm lậu thường chứa mã độc để âm thầm thu thập thông tin của người dùng và cũng có thể tấn công họ vào bất kỳ lúc nào. Ngay cả với ChatGPT, khi bắt đầu cho mọi người sử dụng bản thử nghiệm miễn phí, cũng là lúc họ vừa muốn thu thập dữ liệu cá nhân và phản hồi của người dùng để cải tiến cho bản chính thức, vừa tạo hiệu ứng thu hút số lượng cực lớn người dùng để thu hút đầu tư và tung ra bản trả phí. Và như chúng ta đã thấy thì OpenAI cũng đã bắt đầu đưa ra bản trả phí ChatGPT Plus từ $20 một tháng cho cả người dùng tại Việt Nam. Chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn để trải nghiệm, nhưng không nên chia sẻ các thông tin quan trọng hay chứa nội dung riêng tư, và cũng không nên tin tưởng hoàn toàn vào các phản hồi, vì đây vốn vẫn là một mô hình ngôn ngữ lớn để sinh ra phản hồi một cách tự nhiên nhất dựa vào dữ liệu chưa được kiểm chứng đầy đủ trên Internet, chứ không phải nó là một bách khoa toàn hư uy tín. Do đó, để tránh các hậu quả đáng tiếc, thì chúng ta nên dành một chút thời gian để tìm hiểu về sản phẩm công nghệ trước khi dùng. Vì với các sản phẩm lớn, các nhà phát triển thường cung cấp rất rõ những lưu ý, những hướng dẫn sử dụng, cảnh báo về bảo mật thông tin và quyền riêng tư. Khi nói đến vấn đề này thì có một lưu ý quan trọng khác, đó là nếu chúng ta tìm hiểu sản phẩm dựa trên các bài đánh giá hay phân tích của người khác, thì cũng nên có cái nhìn khách quan và đa chiều, thông qua tìm hiểu thông tin đánh giá về các chiều hướng khác nhau. Ví dụ với ChatGPT thì chắc chắn sẽ có nhiều người khen, đánh giá tốt nếu như nó giải quyết được vấn đề của họ. Tuy nhiên thì sẽ có nhiều người chê và đánh giá những hạn chế. Kết hợp tất cả các chiều hướng này lại thì chúng ta sẽ có được một cái nhìn khách quan hơn khi nhìn nhận và phân tích một vấn đề, chứ không nên tin tưởng vào một chiều hướng nào đó một cách quá mù quáng. Thứ hai, đó là sau khi đã có tìm hiểu nhất định về tiềm năng khai thác và tính an toàn về công nghệ mà mình đang quan tâm, thì chúng ta nên trực tiếp trải nghiệm, tự đánh giá và tìm điểm cân bằng trong việc sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hay là công việc của chính mình. Cụ thể hơn, với những ứng dụng gọi là an toàn hay được sử dụng một cách hợp pháp, thì chúng ta có thể sử dụng và áp dụng để giải quyết trực tiếp những vấn đề của mình để đánh giá xem là nó có thực sự phù hợp hay không. Nếu chưa giải quyết được thì còn giải pháp thay thế là gì, rồi tiếp tục trải nghiệm để tự đưa ra kết luận và tìm ra điểm cân bằng trong việc kết hợp và đưa ứng dụng đó vào công việc. Ví dụ như là với phần mềm ghi chú thì mình cũng đã từng sử dụng qua rất nhiều công cụ như là Evernote, OneNote, Notion, và cuối cùng mình đánh giá Notion là ứng dụng phù hợp nhất với nhu cầu học tập và nghiên cứu hiện tại nên mình đã sử dụng nhiều năm nay.
Notion thì có một hạn chế nhỏ nhỏ về tốc độ, nên gần đây khi mình thấy rất nhiều đánh giá khen về hai ứng dụng khác tương tự, đó là Craft và Obsidian. Tuy nhiên thì mình cũng đã trực tiếp thử trong thời gian rảnh và tự đánh giá rằng là cái ứng dụng đó không phù hợp với nhu cầu hiện tại của mình, nên mình vẫn tiếp tục sử dụng Notion cho đến hiện nay. Ngoài ra, chúng ta cũng nên biết rằng đó là việc tạo ra các sản phẩm công nghệ chất lượng là điều không dễ dàng. Do đó, nếu ứng dụng hay nền tảng công nghệ, khóa học trực tuyến mà chúng ta đang dùng là bản cần trả phí, nhưng nếu nó thực sự hiệu quả và đem lại giá trị thực sự để tối ưu hóa hiệu suất công việc, cung cấp kiến thức cần thiết cho mình, thì cũng nên cân nhắc dành ra một chút kinh phí để đầu tư và sử dụng nền tảng công nghệ đó một cách hợp pháp. Việc sử dụng bản trả phí của một số dịch vụ giải trí như là YouTube, Spotify hay Apple Music cũng sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian hơn so với việc là xem các quảng cáo không cần thiết. Có thể đến đây thì một số bạn sinh viên sẽ nói rằng đó là sinh viên làm gì thì có tiền để sử dụng phần mềm bản quyền hay là bản trả phí của các ứng dụng. Tuy nhiên thì nếu chịu khó tìm hiểu một chút thì hầu hết các ứng dụng dịch vụ lớn có thể hỗ trợ cho nhu cầu học tập đều có các chương trình miễn phí hoặc là giảm giá ưu đãi cho sinh viên, giáo viên để giúp cho các bạn có cơ hội dễ tiếp cận hơn. Nếu không thì các bạn có thể tìm kiếm các ứng dụng mã nguồn mở miễn phí hoặc là có chi phí phù hợp hơn với điều kiện hiện tại của mình. Hãy biết tôn trọng bản quyền và công sức của các nhà phát triển ứng dụng công nghệ, bởi công nghệ không phải tự nhiên mà có. Đừng vì một chút lợi ích trước mắt mà mạo hiểm sử dụng các phần mềm bẻ khóa hay dùng lậu, bởi vì nó còn có thể làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của người dùng công nghệ tại Việt Nam. Nói tóm lại thì mỗi người sẽ có những quan điểm, góc nhìn và nhu cầu hoàn toàn khác nhau. Do đó thì sau khi đã có được cơ bản góc nhìn đa chiều về công nghệ mà bạn đang muốn sử dụng thì nên trực tiếp trải nghiệm, tự đánh giá, chọn lọc để đưa vào giải quyết trực tiếp vấn đề của mình và sử dụng ứng dụng một cách tử tế. Cuối cùng, có một thứ mà công nghệ sẽ không thể nào thay thế được con người, đó là tình cảm và các mối quan hệ trong xã hội giữa người với người. Các bạn hãy đầu tư nhiều hơn để xây dựng các mối quan hệ tích cực, có chất lượng và chiều sâu. Công nghệ cũng có thể hỗ trợ tốt cho chúng ta trong việc liên lạc để kết nối với gia đình và bạn bè từ bất kỳ đâu. Nhưng mà nếu có dịp trực tiếp gặp nhau thì hãy trân trọng những khoảng thời gian đó và dành thời gian để trao đổi, chia sẻ trực tiếp với nhau để vun đắp cho những mối quan hệ giá trị trong thế giới thực. Bên cạnh gia đình thì cho dù chúng ta chỉ có một vài người bạn thân trong đời thực cũng sẽ tốt hơn rất nhiều so với hàng ngàn kết nối trên môi trường ảo. Một cuộc trò chuyện hay chào hỏi trực tiếp sẽ giá trị hơn rất nhiều lần so với hàng loạt tin nhắn dông dài trên mạng xã hội. Do đó thì các bạn nên mạnh dạn mở rộng kết nối xã hội của mình, đặc biệt là các kết nối tạo ra những giá trị tích cực cho cả hai bên, hay nói cách khác đó là những mối quan hệ win-win thay vì mãi chìm đắm trong thế giới ảo, nơi mà đôi khi chúng ta không biết thực tế người đang nói chuyện trực tiếp với mình là ai. Những tiến bộ của công nghệ đã mang lại nhiều đột phá đáng kể trong cách mà chúng ta giao tiếp, học hỏi, trao đổi thông tin cũng như tối ưu hóa hiệu suất công việc và cuộc sống. Mặc dù những mặt tích cực luôn đi kèm với những rủi ro tiềm ẩn, nhưng với việc đầu tư và phát triển một tư duy phản biện sắc bén khi tìm hiểu, chọn lọc và áp dụng công nghệ, thì mình tin rằng một cuộc sống tối ưu trong thời công nghệ số là hoàn toàn khả thi với tất cả mọi người. Bởi công nghệ dù có tối tân đến mấy thì cũng chỉ là công cụ. Cách mà chúng ta sử dụng những công cụ đó để tạo ra những giá trị trong cuộc sống mới thực sự quan trọng. Hy vọng thì những chia sẻ của mình trong podcast này đã phần nào đó giúp cho các bạn có thêm góc nhìn về tác động của công nghệ trong cuộc sống hiện đại và cách mà chúng ta nên tiếp cận để tối ưu hóa cuộc sống. Nếu các bạn cảm thấy những chia sẻ này là hữu ích, rất mong các bạn ủng hộ mình bằng cách nhấn like và chia sẻ video này đến những người mà bạn quan tâm. Ngoài ra, các bạn cũng có thể thoải mái chia sẻ những suy nghĩ và góp ý tại phần bình luận hoặc là nhắn về chia sẻ trực tiếp với mình. Mình rất trân trọng sự ủng hộ và lắng nghe của tất cả các bạn đến thời điểm này. Xin chúc tất cả các bạn mọi điều tốt lành và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Bye!